Hi, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Thế Giới Cây Giống Chi Nhánh Cây Bè. Hôm nay Thế Giới Chi Nhánh Cây Bè giới thiệu cho mọi người một lô ổi nữ hoàng vừa nhập về cửa hàng. Cây rất là xanh tốt rồi, đang đâm đọt rất là nhiều. Cây ra rễ khá là mạnh rồi nên mình có thể đem về và trồng liền được nha mọi người. Chiều cao của cây là khoảng 50 cm. Cây phát triển khá là mạnh. Nếu mọi người có nhu cầu tìm mua hoặc cần tư vấn hỗ trợ, mọi người gọi đến số điện thoại 0824 664499 để được tư vấn và hỗ trợ. Hẹn gặp lại mọi người ạ.